những sai lầm thường gặp khi ăn mít. Mít là loại quả quen thuộc vào mùa hè, giàu kẽm, canxi, sắt, trừ lớp vỏ gai, phần còn lại của quả mít hầu như đều ăn được. Múi mít chín, ngọt, sơ mít để ăn hoặc muối chua, quả mít non còn dùng để nấu canh, kho cá, trộn gỏi. Lá mít tươi giã nát đắp lên những mụn nhọt đang sưng đau, hoặc dùng lá mít khô nấu thành cao, bôi lên những vết lở loét rất hiệu quả. Mít bổ sung vitamin C, vitamin A làm tăng sức đề kháng của cơ thể, giúp duy trì đủ độ ẩm, giúp da hồng hào và hạn chế nếp nhăn. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết tuy mít giàu dinh dưỡng nhưng không phù hợp những người thường bị mụn nhọt, rôm sảy, nóng trong người. Hàm lượng đường cao trong mít làm tăng đường huyết đột biến, gây choáng váng, hoa mắt. Ăn mít lúc đói sẽ khiến hàm lượng đường trong máu của cơ thể đột ngột bị tăng cao, đầy bụng, khó tiêu. Bạn chỉ nên ăn mít sau khi ăn cơm 1 hoặc 2 giờ, nhất là vào mùa nóng để tránh gây hại cho sức khỏe. Ăn mít vào buổi tối có thể gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, vì hàm lượng chất xơ cao nhất là hạt mít. Nên ăn mít kèm với những hoa quả chín khác để cung cấp đủ nhu cầu vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Khi ăn cần nhai kỹ và không ăn vào buổi chiều tối, nếu người nóng trong hay nổi mụn nhọt, khi ăn mít cần bổ sung đủ nước và rau xanh. Không dám ăn mít do sợ gây tăng cân, điều này không đúng, mít chứa nhiều vitamin tốt. Bạn có thể uống một ly nước ép mít sau ăn 1 giờ vừa tốt cho sức khỏe, vừa giảm cân hiệu quả. Những người không nên ăn mít: người bị gan nhiễm mỡ, tiểu đường, suy thận mạn tính, người bị suy nhược, sức khỏe yếu, cần thận trọng khi ăn mít. Người bị tiểu đường và gan nhiễm mỡ cần tuyệt đối kiêng mít. Những người đang muốn mang thai nên tránh ăn mít, bởi chúng có thể gây giảm ham muốn tình dục, giảm cảm giác khi được kích thích tình dục và giảm khả năng, sức lực ở nam giới. Trẻ em bị mụn nhọt, rôm sảy cũng hạn chế không nên ăn do lượng đường trong máu cao thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh ngoài da phát triển như liên cầu, tụ cầu. Thùy An, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.